ngốc ngất vì nghe con công bố mình là LGBT, thế nhưng hành động sau đó của mẹ khiến ai cũng suy ngẫm. Mới đây, câu chuyện chàng trai chính thức come out, công bố cho gia đình biết mình là người đồng giới LGBT đã khiến đông đảo người xem đặc biệt quan tâm. Cụ thể, sau khi lấy hết can đảm, dồn nén rất nhiều cảm xúc và đấu trí một khoảng thời gian rất lâu, chàng trai đã nói ra sự thật cho gia đình biết mình là người thuộc cộng đồng LGBT. Điều này khiến mẹ sốc, khóc đến nỗi ngất liệm đi vì quá bất ngờ trước giới tính thật của con mình. Mẹ đã trằn trọc, không ngủ được và bị suy nhược rất nhiều. Tuy nhiên, những hành động sau đó của mẹ mới khiến chàng trai thực sự trân quý. Mặc dù mẹ đang rất mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, thế nhưng khi thấy con sốt thì ngay lập tức mẹ đã vào bếp, nấu cháo và chăm sóc đứa con của mình một cách không thể nào chu đáo và lo lắng hơn. Có lẽ việc come out cho bố mẹ biết mình là người thuộc cộng đồng LGBT là điều không hề dễ dàng. Tuy nhiên, chắc hẳn những đứa con cũng đã rất khổ tâm, phải dày vò rất nhiều mới dám nói cho gia đình biết về sự thật giới tính của mình để sống đúng với bản chất của nó. Nhưng đối mặt với những phản ứng dữ dội của phụ huynh khi nghe tin này là điều không thể tránh khỏi. Mẹ thương con không? Chắc chắn là có, chỉ là bố mẹ chưa thể chấp nhận được việc con trai của mình yêu một người con trai khác, sợ con mình sẽ khổ và thiệt thòi về sau này. Hãy cho bố mẹ thêm một chút thời gian để thích ứng, vì dù thế nào, bố mẹ vẫn yêu thương con vô điều kiện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.